Alo, hello anh em nha. Cái video trước là mình đang làm dở cái việc là đăng ký mà thông qua email xác thực đúng không? Thì mình đang làm theo cái cách là mình sẽ lưu tạm dữ liệu ở dưới copy đúng không? Nếu anh em muốn thì có thể comment ở dưới video này. Mình cái cách thứ hai ha, thì mình sẽ làm luôn cái cách thứ hai. Kiểu cách đó thì sẽ không cần lưu ở cái dưới copy. Mình sẽ lưu tạm vào trong DB luôn. Và sau đó là sau khi xác thực xong thì mình sẽ sửa lại. Nói chung là sẽ có cơ chế sửa lại hoặc là xóa đi nếu mà xác thực hoặc không xác thực được email. Đó là cách thứ hai nha. Còn cách này thì mình vẫn đang follow theo là lưu ở dưới cookie. Rồi, thì hôm trước là mình đã test được ở dưới Postman rồi đúng không? Thì khi mình kiểu mình gửi trên này này, mình chạy cái con này một cái là gửi cái API xác thực này là một cái là mình sẽ mình gửi cái API là đăng ký vậy này thì nó sẽ có một cái copy lưu mới đây nha. Thì anh em không tin thì hôm trước là mình cũng làm rồi đúng không? Rồi thì bây giờ mình sẽ check xem là các bạn user của mình có cái email của mình chưa, còn mình sẽ xóa đi mình làm lại ha. Đây này sẽ thấy là mình chưa có cái email nào này. Rồi bây giờ mình sẽ send cái thằng này. Rồi sẽ quá trình send là nó chờ lâu như này là do mình gửi mail đúng không? Thì anh em để ý là khi mình send cái copy mình đang có một này đó, thì bên này anh em sẽ thấy là nó lưu cái data register vô rồi này, được chưa? Và cái thời hạn mình để là 15 phút hay 5 phút gì đấy, em xem nào, 15 phút đúng không? Thì anh em để ý đến giờ nó đang là GMT là mức cộng không á, thì cái này là 4 giờ 10 để giờ này mình khó check cái khó để mà check cái phút nha. Đại khái là để nó biết là nó có phải là mình đang lưu cái thằng này ở dưới này không á. Thì bây giờ mình sẽ sửa nha, mình sửa tên nha, sửa tên này thành first name là thành shop đi. New đi đó, anh em để ý là số điện thoại cũng để gì trang đi, mình sẽ send lại này. Trước đó thì mình sẽ vô cái mail của mình đã. Rồi mình sẽ vô cái mail, cái này là cái nó mới gửi hồi nãy này đó, thì bây giờ mình sẽ xóa nó đi. Xóa đi này. Rồi bây giờ mình chờ chút nha, mình sẽ xóa hết luôn. Rồi bây giờ trong này nó không có gì đúng không? Bây giờ mình sẽ send nè. Anh em để ý là lúc này cái value trong này, thằng này nó đang first name last name là fail này đó, chí fail này nha. Anh em để ý cái này là chí fail nha. Bây giờ mình sẽ send này, nếu mà đúng á thì lúc này nó sẽ lưu cho mình là shop new, thì mới gọi là đúng là mình đang lưu ở dưới nó là new này. Để xem nào, đây chữ new này và chữ shop này, được chưa? Đúng là đây này là đúng là cái nó lưu cái mới nhất này của mình này, tức là mình gửi nó sẽ lưu xuống này. Rồi bây giờ khi mà nó lưu xuống đó, nó sẽ có cái code nằm ở dưới này này đó, cái code nằm dưới này. Bây giờ mình sẽ lấy cái code đó thông qua cái Gmail, đây mình sẽ lấy cái code đó thông qua cái Gmail, được chưa? Thì bây giờ mình sẽ là click vào nó, hoặc là mình click vào luôn đấy, thì nó sẽ mở một cái tab mới. Và thằng này nó gửi là đăng ký không thành công. Ok này. Đó, tại sao đăng ký không thành công? Anh em. Để mình xem thử là cái final của mình nó đang bị cái gì mà nó kêu là không thành công, chứng tỏ là gì? Một á, là không có cookie. Hai á, là cái token này nó không bằng nhau thì nó sẽ gửi fail. Ba là trong quá trình làm nó sẽ có lỗi, thì trước tiên thì mình sẽ console log. Đây, mình sẽ lock, đầu tiên mình sẽ lock cái token của thằng Baram trước. Thứ hai là mình sẽ lock thêm cái cookie. Được chưa? Mình sẽ lock thêm cái cookie. Lưu lại. Rồi, bây giờ mình sẽ bấm lại cái thằng này, có thể nó lock ra cái gì. Đó là fail này.
Thì chỗ này nha, mình xem nó lock này. Đầu tiên là cái thằng này đã có đúng không? Nhưng mà cái cookie lại không có. Là tại sao? Tại sao là không có? Thì hôm cái video trước là mình đã nói rồi, tại vì á mình đang lưu ở dưới cookie của cái thằng Bossman. Đây này, cookie mình lưu ở dưới này này, chứ không phải là lưu ở cái cookie của thằng Trình Duyệt. Không phải lưu dưới này. Anh em thấy không, là mình bấm vô dưới này nó không có con mẹ gì cả. Đúng không? Không có cái gì cả. Nên lúc này nó không có. Giả sử nha. Mình copy cái link này. Mình dán qua đây. Mình dán qua đây thì nó chắc chắn sẽ thành công. Đúng không nè? Bây giờ mình sẽ lấy mỗi cái code này thôi. C này. Ở đây. Tại vì khi mình lưu cookie ở dưới này rồi mà, dưới thằng Postman, thì khi mình gửi bằng cái Postman thì nó sẽ lấy được. Nó bị cái gì vậy? Để xem nào. Đây, nó trả về đúng rồi này. Đó, nó trả về đúng rồi nha. Nhưng mà mình đang gọi là redirect này, nên nó không có redirect trong Postman được. Nhưng mà đại khái mình sẽ thấy là mình đã lấy được cái cookie nó ra như này rồi. Được chưa? Đó. Thì bây giờ hôm nay này mình sẽ làm là lưu ở trên copy của Trình Duyệt, được chưa? Rồi đây này, đây này. Bây giờ bằng cách là đầu tiên á thì đã có cái đó thì cái API mà đã lưu copy là cái API này đúng không? Thì API mà điền đầy đủ thông tin này, đòi hỏi là mail nè, password nè, first name, last name và mobile. Để xem cái giao diện đăng ký của mình, first name, last name, mobile, mail đủ 5 trường. Đó, thì bây giờ khi mà mình bấm register thì mình sẽ gửi một cái API kia nha. Để mình check xem là bên trong cái code login của mình ấy. Đây, cái chỗ đâu rồi? Cái chỗ đăng ký user contact này, cái chỗ đăng ký là register này. Mình đang gọi tới cái hàm là register này, payload này, thì payload của mình đang có email, password đúng 5 trường. À, mình còn chưa làm cái validate nữa. Rồi, nó gửi vô đúng cái thằng này đúng không? Rồi. Bây giờ mình sẽ thử gửi bằng cái thằng này, được chưa anh em? Thằng này login ở 14 này. Xì xóa thằng này để cho bớt lock cái đó. Rồi, được rồi. Anh em đợi xíu nha, nó còn compile nguyên cái suộc á nên nó lâu á, lần đầu nó lúc nào cũng lâu á. Nói chung là anh em phải phân biệt nha, cái cookie hồi nãy mình đang làm ở trên cái thằng Postman này á, nó lưu ở trên này chứ không phải là lưu ở trên trình duyệt Chrome, nên mình không có lấy được là khi mình gọi trình duyệt là vậy. Thì lúc này bây giờ mình sẽ gọi API bằng cái trình duyệt này, đó mình sẽ gọi API đăng ký trên trình duyệt này. Thì lúc này thì nếu mà code chạy đúng á thì nói chung là cái expected á, cái mà mong muốn của mình á thì nó sẽ phải lưu ở dưới thằng copy của thằng này này nha nè. Đó, ở dưới trường này này nó phải lưu một cái là final register cho mình, được chưa? Bây giờ mình sẽ clear hết này này, để xem nó compile code chưa. Rồi, nó compile xong rồi, bây giờ mình sẽ đăng ký nha. Đầu tiên mình sẽ để là Tony đi. Tèo. Ok, email là mình sẽ gõ cái email kia của mình. Rồi, mobile thì gõ đại nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 vậy đi. Password 1 2 3 4 5 6. Rồi, bây giờ mình sẽ coi cái thằng network. Không có gì này, application không có gì này, để thành network cứ send một cái. Nó báo là user has, tức là người dùng đã tồn tại, tức là cái ông email này đã tồn tại này. Bây giờ mình phải chạy vào đây. Mình reload ông này, mình xóa cái thằng này đi. Delete đi. Rồi, bây giờ mình sẽ send lại. Thì lúc này nó sẽ thấy thằng này nó sẽ pending, thì cái pending này á là sau này mình sẽ làm cái hiệu ứng loading nha cho nó.
để người dùng biết là cái trang web mình đang load hay là đang chờ data từ phía server trả về. Đó thì sau khi nó gửi xong mail á, thì nó sẽ gửi một cái pop-up này cho mình là ok, mình sẽ đi check mail. Đó thì lúc này mình sẽ check mail, nhưng mà anh em bấm vào đây, anh em reload lại thằng này, anh em không thấy thằng này nó ghi ở dưới, không thấy nó ghi ở dưới cookie đúng không? Đây, nó không có ghi cái đâu rồi, nó không có ghi cái đây này, đâu rồi, đây này, cái rest cookie data này nó không có ghi xuống. Ồ, thấy chưa? Cái này là một cái lỗi ha. Để xem thử là mình đang thiếu cái gì mà nó không ghi xuống. Thì bây giờ mình sẽ Google. Nếu mà nó không ghi xuống ok thì khi anh em bấm cái này nó sẽ bị fail thôi. Nó fail chắc chắn, đúng không? Tại vì mặc định là nó phải ghi ok thì mình mới lấy lên được. Thì bây giờ mình sẽ Google nha. Respond này, chấm cookie này, not working này, Chrome này, để xem thử là, để xem thằng này mình làm cái gì. Đây, hồi trước mình có tìm là sao á. Đây xem nó nói như thế nào nha. Anh em cứ đợi nha, mình ấy xong mình nói nè. Ok anh em thấy không? Là nó đã ghi rồi này, được chưa? Nó đã ghi trên cái copy của trình duyệt rồi. Đấy, nó ghi data register này, được chưa? Location này, mình để mình cho nó nằm ngang dễ nhìn nha. Đấy, nó ghi như thế này. Rồi, anh em sẽ thấy là cái expire của mình này là 27 tháng 4 này. Để mình xem thử là nó vẫn để giờ của thằng kia. Thôi kệ nó đi. Và cái thằng này này, đó cái data mình ghi xuống này, đại khái là mình đã ghi được đúng không? Vậy tại sao mình ghi được? Thì anh em để cho mình là trong cái thằng server á, cái lỗi call á. Đầu tiên mình sẽ comment lại này. Đó, cái sửa đầu tiên của mình á là anh em sẽ để ý là khi mình lên cái thằng này á, nó bảo là mình phải thêm cái thằng credential, nếu mà dùng ICO đó thì nhớ thêm thằng này vào, thằng credential là true vào, thì mình thêm vào ở cái ông ICO đó, đây này, ở cái API á, thì mình gọi thằng register, mình thêm cái with credential này, thằng true này thêm vào đó. Sau khi mình thêm vào á thì mình bấm gửi thì nó sẽ ra, nó bị cái lỗi call anh em ạ. À, để mình làm lại nha, để mình xem thử trong này mình đã có ghi chưa. Trong này mình đã email 2, email 1 chưa ghi đúng không? Rồi mình sẽ gỡ lại cái thằng đấy này, mình sẽ xóa thằng này đi. Không này, đây là cái cách hồi nãy mình cái quá trình hồi nãy mình sửa lỗi nha. Rồi khi mà bấm send á thì em sẽ để ý là cái network của mình này, bấm send một cái nó sẽ bị lỗi call đó. Thì cái lỗi này là do anh em để bên này là with credential là true, thì ở bên server nha, chỗ cái thằng call này anh em cũng phải để credential là true, thì hai thằng này nó mới khớp được. Thì lúc này nó mới đọc được cái gọi là gì nhỉ, nó mới thao tác được với lại cái thằng cookie ở thằng trình duyệt. Thì lúc này giả sử mình gửi lại này, đó anh em sẽ thấy là nó pending này, đó ok một cái. Xong anh em sẽ bấm trong này, em sẽ thấy là nó lưu lại vào đây. Rồi ngon lành nha, là mình đã lưu được ở dưới cookie của trình duyệt rồi. Thì bây giờ giả sử qua bên thằng mail này mình bấm vào, giả sử cái link trên là cái link hết hạn nha, cái link trên là cái link trước rồi thì chắc chắn là nó sẽ không hợp lệ. Giả sử mình bấm vào thì nó sẽ không hợp lệ nha, còn cái link này là đang cao là hợp lệ này. Bấm vào đây em sẽ thấy là success này, đó ok chưa. Vào đây thì lúc này anh em sẽ thấy là ở trên đây mình đã lock được cái thằng này ra rồi, tức là mình đã lấy được cái thằng cookie lên server, và thằng cookie nó check, nó thấy cái token hợp lệ rồi nên nó mới trả về, nó mới redirect mình về cái gọi là gì, success đi chưa. Đó thì khi, và lúc đó khi anh em check vào trong thằng này sẽ thấy một cái thằng new record này,
Rồi, thấy một thằng mới này. Đó. Rồi, bây giờ sẽ thử đăng nhập nha. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Đó, mình thử đăng nhập sẽ được không nha. Login. Đó, anh em thấy là mình đăng nhập được. Được chưa? Nếu mà không tin thì anh em mở lên trong cái thằng application này. Rồi dưới cái thằng local storage ấy, mình đang lưu cái đây, mình đang lưu cái shop user này. Anh em sẽ thấy là mã đăng nhập là true này và mình đã có cái token rồi này. Đó. Còn cái trạng thái sau khi đăng nhập thì mình sẽ sửa lại ha, tức là khi mà mình cái có cái user là true thì chỗ này mình sẽ hiển thị mình sẽ mất cái thằng này đi chẳng hạn, hoặc là mình sẽ mất cái dòng này đi và chỗ này mình sẽ hiện cái tên của người dùng chẳng hạn, đó kiểu vậy ha. Rồi. Còn như cái này là xong, xong cái phần gọi là đăng ký bằng mail. Rồi, tiếp theo là mình sẽ làm tới cái ông gọi là quên mật khẩu. Quên mật khẩu. Thì sau khi mà cái quá trình mà đăng ký bằng cái mail á mà mình xác thực á thì lúc này cái mail họ là mail chính chủ rồi. Mail họ là mail chính chủ rồi. Thì bây giờ mình muốn đổi mật khẩu, tức là mình quên mật khẩu chứ, mình muốn lấy lại mật khẩu thì mình sẽ dùng cái mail đó. Đó thì khi bấm vào đây. Lúc này khi mình bấm vào nó chẳng có gì đúng không? Thì lúc này mình muốn là khi bấm vào nó sẽ hiển thị một cái pop up. Nó sẽ hiển thị cho mình một cái pop up. À còn một cái nữa là khi mà thành công á hay thất bại thì mình đều phải xóa cái thằng này đi à. Xóa cái cookie đi nha. Chớ để mà nó gọi nhiều lần là không phải là OTP nữa đâu. Tại vì cái OTP là viết tắt của WAN gì nhỉ? WAN này. One step à? One step password à? Để mình gõ OTP nè. Mình nhớ là cái gì mà một lần á. One time password, tức là cái code đó chỉ được dùng một lần thôi, dù thành công hay thất bại gì thì lần thứ hai chắc chắn là thất bại. Lần một dù thất công hay thất bại thì lần thứ hai chắc chắn là thất bại. Đó, đó là cái gọi là OTP nha, chứ không phải là một cái code đó anh em gửi được nhiều lần ha. Thì cái này mình bị sót cái chỗ là mình phải xóa cái cookie đi. Anh em ạ, tức là khi mình final này, dù thành công hay thất bại. Dù thành công hay thất bại đều mình phải xóa nó đi cả. Được chưa? Thì mình sẽ xóa bằng cách nào? Thì nó có một cái gọi là respond.clear cookie gì đấy. Để mình search trong này nó có không không? Clear này. Trong này không có à. Thì để mình lên cái thằng clear cookie. Cookie Faster destroy cookie nó JS này, để mình coi cái cách nó xóa này. Thì đơn giản thôi, đây là xác này, đây là xác cookie, nó muốn delete thì lại là gọi túng cái cây đó thôi. Rồi nó kêu là and đừng có quên là dùng cái này để tránh web bị request hacking là gì đây, tràn móc treo, kiểu giống như là bị treo cái cookie hay gì vậy này. Thì cái này là chắc là một cái thêm á, để nói chung là anh em nhớ thêm thằng này vào. Mình không rõ cái thằng này lắm, anh em có thể tìm hiểu nha. Cái request hacking kiểu là cái request ở trong trạng thái treo hay là nó đang trạng thái chờ hay gì đó, để tốn bộ nhớ hay gì đây này. Nó giống như cái thằng listening á. Ok, vậy thì mình sẽ thêm một cái gọi là respond.clearCookie nha. Dù thành công hay thất bại thì mình cũng phải xóa cái cookie đi. Thì đầu tiên là nếu mà trường hợp không có cookie hoặc là cookie không có bằng nhau bên này thì mình cũng sẽ khoan hãy return nha. Thì mình sẽ xóa cookie trước thì mình hãy return. Đó, thì mình sẽ return ở dưới này. Thì trước khi return và redirect á, thì mình sẽ là respond.clearCookie với cái key là gì? Final register. Rồi, ok. Tiếp theo là mình sẽ dán nó ở dưới này, dù thành công hay thất bại thì mình cũng sẽ dán ở dưới này. Như C. Chuẩn V. Đó, mình sẽ xóa nó trước. Mình sẽ xóa trước tại vì mình xóa ở đâu? Mình xóa ở đây tại sao? Tại vì nếu mà
Cái câu này nó đã ghi cái dữ liệu ở trong DB rồi, thì bọn mình xóa ở dưới này nó không quan trọng nữa. Rồi ok, mình sẽ lưu lại nha. Rồi thì mình sẽ làm lại cái quá trình đăng ký bằng mail để xem thử là nó có, nếu mà bị fail hoặc là bị thành công thì nó có xóa cái cookie hay không. Để xem nào, vô trong này, clear trong này đi. Rồi bây giờ qua bên này, cái cookie đến đang trống, tiếp theo là qua trong Mongo này. Ok nè, ok tới đâu rồi nhỉ? À, mình đang định xóa cái thằng này để mình làm lại coi thử nó có clear cookie không, đúng không? Mình sẽ xóa đi này. Rồi bây giờ sạch xanh xanh đúng không? Bây giờ mình sẽ đăng ký lại, mình sẽ đăng ký lại thì cái quá trình đăng ký là nó đã ok rồi, thì bây giờ mình chỉ xem là nó có xóa cái thằng cookie mình hay không thôi. À, gmail.com này, 123456789, 123 mật khẩu mình đang gõ là 123456 nha. Đó rồi, tí nữa mình làm chức năng đổi mật khẩu mà. Bây giờ mình sẽ gửi này đó, thì nếu mà mình không có hiệu ứng login thì cái màn hình này nó sẽ bị đơ dưới này đó, này sẽ thấy là nó sẽ đã ghi ở trong cái thằng cookie rồi, mình đã ok này. Rồi mình sẽ check mail, mình sẽ check mail thì khi mình bấm vào đây nha, khi mình bấm vào đây thì nó phải xóa cái thằng thằng này này, nó phải xóa đi nha, không được còn nữa. Rồi nó ra được cái success rồi, ok thì mình sẽ mở inspect lên lại, mình xem thử là có cookie còn hay không. Đây cái bấm vô local đây, cookie này, ok nó vẫn còn này. Đây ha, nó vẫn còn nhá. Thì để xem nào, cái này tại sao nó còn nhỉ? Để mình thử, mình xin Google lại nha. Ok nè, thì sau một hồi tìm thì mình chợt nhớ là cái lúc mình lưu á, lỗi hài, lúc mình lưu á là mình đang lưu ở cái ông rồi mình đây này, mình là data register, nhưng mà lúc mình xóa là mình đi mình xóa cái final register, tức là mình đi sai cái key này nên nó không xóa là đúng rồi. Được rồi, và có một mình có vô tìm được một cái post người ta nói, để xem nào. Đây nè, ta nói là khi mà anh em set cái with credential này, set là true này, thì điều đó có nghĩa là nó đang, khi mà mình gửi á, mình gửi cái request á, thì nó sẽ mang theo cái cookie đi này, tức là nó sẽ send cái cookie kèm đi theo với lại cái request luôn. Đó là lý do tại sao là khi mình set cái with credential là true thì mình sẽ lấy được cookie từ phía trình duyệt lên nha. Còn nếu anh em không xét thì nó sẽ không lấy lên được đâu. Thì bây giờ mình sẽ thử lại một lần nữa, thử lại một lần nữa, xóa cái ông này đi. Rồi bây giờ mình sẽ thử lại, clear đi. Ok qua bên này viết lại một, rồi 1 2 3 4 5 6. Bây giờ mình ở lộn 789 này, mình nhập khẩu 1 2 3 4 5 6. Bây giờ mình sẽ là ấn send này, xóa cái cookie này đi cái đã. Rồi bây giờ mình sẽ lấy lại cookie này, rồi có cookie rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ thử verify mail này coi thử là nó xóa không nha, để xem nào. Đó nó ra được cái success rồi, thì bây giờ sau khi nó log đi nó ra cái success đây, mình sẽ xem lại cái cookie. Anh em sẽ thấy là nó bị clear đi rồi này. Đó, ngon lành nha, ngon lành cành đào. Rồi, cookie này ngon lành cành đào. Thì khi mà anh em lít lại lần nữa, giả sử như anh em lít lại cái mail này lần nữa thì chắc chắn là nó sẽ bị fail. Đó, chắc chắn nó sẽ bị fail. Tại vì cái thằng mình đã xóa cái cookie đi rồi thì nó không có dữ liệu để lấy về nữa đâu. Ok nha, thì giờ mình đã xong được cái xóa cookie rồi, và cũng coi như là xong luôn cái thằng gọi là đăng nhập bằng mail. Bây giờ mình sẽ gọi là làm cho cái mật khẩu, cái này mình sẽ xóa hết này. Mình sẽ close all đi, mở lại cái thằng login này,
mình sẽ cần Ctrl B mình tìm cho nhanh nha. Khi mà cái file anh em nhiều đó, anh em tìm file bằng Ctrl B và gọi tên file nha. Nó sẽ nhanh hơn nhiều so với việc anh em dò dưới trong cái cây thư mục này. Rồi, bây giờ mình sẽ cần là khi mình bấm vào nó sẽ ra cho mình một cái pop up và hiển thị kêu mình là hãy nhập mail đi. Giả sử mình bấm vào một cái thì mình muốn hiển thị một cái pop up là gửi mail. Còn không thì mình sẽ sửa lại cái thằng này thành cái gọi là không, không thì mình sẽ làm một cái pop up đi. Đây thì mình sẽ xem thằng này nó đang có là relative này. Ok chưa? Bây giờ mình sẽ cần một cái biến để ràng buộc nó. Cái location này mình lấy làm gì nhỉ? Không hiểu cái location này lấy làm gì nhỉ? Bỏ đi. Bỏ nha. Không biết lúc trước mình đang dùng cái location để làm gì mình không nhớ, nhưng mà giờ không, hiện tại thì chưa cần thì mình sẽ xóa đi. New state này, mình sẽ để là user này. Show này. Model rồi mình sẽ để là false, tức là lúc đầu thì cái model mình sẽ không show lên, hoặc là mình sẽ không để user show model đâu, sẽ để cho nó đúng chức năng của nó luôn. User ss là use test snippet nha. Ok, một cái là nó ra thằng này, anh em chỉ cần gõ tên biến thôi là gọi là gì nhỉ, user forgot bash work đó, và bấm 8 một cái thì nó sẽ tự động nhảy qua thằng kia và cái thằng send sẽ tự in hoa lên cho mình. Bây giờ mình sẽ gửi là false. Rồi bây giờ mình sẽ ràng buộc nó trong cái thằng này, thì trước tiên mình sẽ ghi thằng này ra cái đã, thì mình sẽ cần nó nằm ở trong cùng. Đầu tiên là mình sẽ gõ một cái thẻ bình thường cái đã, tiếp theo là mình sẽ để cái chữ là model, model đi. Rồi trong này mình sẽ để là class name là absolute, absolute. Rồi mình sẽ để top là không này, left là không, tức là mình sẽ để cho nó nằm đè lên cái trang login luôn, thì mình sẽ là để bottom là không và right là không. Đó, right là không. Và để mà biết nó rõ ràng thì mình sẽ cho nó một cái background là red đi, 500. Nếu mà nó che hết cái trang login của mình là ok. Rồi anh em ra đây sẽ thấy là nó che hết cái trang login của mình này, chữ model này, nhưng mà nó vẫn chưa che được cái thằng bot này, thằng cái box login này. Thì bây giờ mình sẽ cho nó là z 50. Z này là z index nha, nó là viết tắt của z index này đó. Z 50 thì nó sẽ che luôn cái hộp box kia của mình rồi, lúc này ok chưa? Rồi rồi bây giờ lúc này mình sẽ để trên đây một cái dòng, bây giờ mình sẽ cho thằng này là màu trắng. Background mình thằng này mình sẽ sáng là white. Rồi thằng này mình sẽ cho nó là padding là không cần padding, mình sẽ để là flex IC cho nó căng xuống dưới. Rồi mình sẽ để là padding Y là 8, lưu lại. Rồi anh em sẽ thấy là lộn 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 lộn, mình sẽ để gọi là justify center chứ không phải là item center nha. Justify Center mới là căn giữa theo chiều ngang. Lưu lại. Rồi, nó sẽ như thế này. Đấy, thì lúc này mình sẽ ghi là gì? Hãy nhập mail của bạn ở đây, hoặc là cho một cái nút ở đây. Còn nếu anh em không thích màu trắng thì anh em có thể cho nó một cái màu mà mình có thể màu trong suốt hơn, có thể thấy ở trong. Mình sẽ xóa bớt cái này đi. Đó, thì anh em có thể setup ở trong cái thằng Tailwind này. Mình sẽ chỉ luôn trong này này, cái chỗ mà anh em set up cái background á đang có một cái main đúng không, thì bây giờ mình sẽ muốn một cái màu là overlay. Overlay tức là mình có thể thấy được ở bên trong á, nó thấy được ở phía dưới của cái nó, thì mình sẽ để theo gọi là có một cái hệ số alpha là LGBA 0 này, 0 0 và 0,3, đây là 30% đúng không ạ. Rồi sau khi lưu nha, anh em trong cái background này anh em chỉ cần để overlay. Thay vì màu trắng thì mình sẽ để overlay, thì lúc này mình sẽ thấy ở phía dưới nữa. Được chưa? Thì lúc này này, cái background này này. Mình sẽ xóa đi và mình sẽ xem nào, nó sẽ gợi ý lên nè.
gọi là gì, overlay này. Rồi đây bắt ra overlay này, lưu lại, bắt đầu máy nó hơi hơi lắc lắc rồi, nó hơi lâu đó, thì lúc này nó sẽ thấy ở phía dưới này, thấy chưa, nhưng mà chữ model nó vẫn còn này đó, tức là mình đang có một cái lớp model nó đang nằm đè lên cái thằng này đó, nên lúc này là mình không có bấm được cái nút gì này, tại vì nó có một cái lớp model đè lên rồi, và do cái lớp này nó có màu là màu overlay 30% á, nên mình có thể thấy được phía dưới. Giả sử như mình tăng cái thằng này lên tới 70% thì lúc này là hầu như là phía dưới này sẽ thấy mờ hơn, kiểu cái này là mình chỉ chỉnh cái độ trong cái độ xuyên thấu hay gì đây đúng không, đó thì lúc này nên sẽ thấy rõ hơn, nhưng mà mình không muốn cái màu overlay, mình muốn để là màu white luôn, đây mình để màu white luôn đó, thì anh em muốn để overlay thì để nhá, mình chỉ anh em cách để thôi. Rồi để một cái model như thế này thì mình sẽ gõ là nhập email của bạn, được chưa, nhập email của bạn hay nhập email của bạn để lấy làm mật khẩu hay gì đấy, mình sẽ gõ chơi thôi. Rồi cái model này mình sẽ để là một cái thẻ spend đi, hoặc là một cái thẻ một cái thẻ div, trong này có một cái label, mình sẽ để là email. Rồi trong này mình sẽ để là enter your email. Rồi ok nha, bây giờ mình sẽ để cái thẻ input này ở đây. Bây giờ mình sẽ có label HTML for, thì cái ID này mình sẽ để email. Thì để làm chi, thì khi mà mình click chuột vào cái label này nè, thì cái thằng input nào mà có ID là email, đây này là thằng này, thì nó sẽ được focus, được chưa. Rồi lúc này thì cái thẻ input này mình sẽ có cái thằng class name này, mình sẽ để width là khoảng 800 pixel đi. Rồi tiếp theo là padding mình sẽ để là 2 4, được để 4 đi. Rồi mình sẽ để là border bottom, mình sẽ để border dưới thôi. Tiếp theo là mình sẽ để gọi là outline là none. Rồi ok, lưu lại. Rồi anh em sẽ thấy là mình đang có gọi là hãy enter your mail này, được chưa, và có một cái thẻ input này. Bây giờ mình sẽ để hai thằng này là nằm xuống dưới, thì mình sẽ để thằng trang của nó là flex và flex column. Rồi lưu lại. Rồi và cái padding, nếu mà mình để cái border dưới này nè thì mình không cần cái padding cho cái thằng này đâu. Rồi và mình chỉ cần padding bottom là 2 thôi, và hai thằng này mình sẽ cần một cái gap là 4, lưu lại. Rồi bây giờ nó đang mình bấm vào cái label này thì anh em sẽ thấy là cái input nào mà có cái ID là bằng cái HTML4 của nó thì nó sẽ bị focus, tức là thằng này focus này. Thì bây giờ mình sẽ cần một cái placeholder ở đây nữa. Tiếp theo là mình sẽ cần một cái placeholder cho thằng này, mình sẽ để là gì, example, tức là ví dụ này, mình sẽ để là email còn gmail.com. ok, mình sẽ để một cái chỉ hướng dẫn như thế này, được chưa, và thằng này mình sẽ để text nó nhỏ lại. Black holder này, mình sẽ để tag của black holder nó là SM thôi, nó nhỏ lại. Rồi, ok nha. Tiếp theo là mình sẽ cần một cái nút để xác nhận nha. Rồi, thì cái nút mình sẽ viết ra ngoài một cái div. Được chưa? Trong cái div này mình sẽ có một cái nút.
Rồi cái nút này mình sẽ có gọi là xác nhận. À quên, mình đang submit. Rồi trong này mình sẽ có button, sẽ có type. Ok, trong này sẽ có type là button. Tương tự mình sẽ có class name, padding x là ấy, để xem nào, trên đây mình nhớ là mình, à mình có làm một cái button trên này này. Trời ơi, làm cứ tạo thêm một cái button làm gì nữa. Trong này mình sẽ import thằng này vô cho nhanh. Mình đã có sẵn một cái component button rồi, import nó vô được chưa. Thằng button này nó sẽ cần những cái prop nào, anh em chọn vào đây. Rồi mình sẽ cần cái name này, cái handle on click này. Mấy thằng này có được không? Có không được. Đầu tiên là phải có name này, bằng này mình sẽ là submit. Rồi tiếp theo là handle on click. Rồi thì cái mình cứ để trống đi, hoặc không là mình trên đây mình sẽ để một cái constructor handle forgot password. Ok đó, thì mình sẽ bê cái thằng này xuống, bỏ vào đây, xong chưa, lưu lại. Thì hôm nay mình sẽ có cái nút đây, một cái nút submit ở đây. Rồi bây giờ thằng này mình cũng sẽ cho nó là flex column này. Rồi lưu lại. Tiếp theo là mình sẽ cho thằng này là item này, lưu lại. Rồi nó lên lại đúng không, và thằng này nó nằm ở giữa. Bây giờ mình sẽ cho thằng này nó qua bên trái bằng cách là, để xem nào, thằng này class name này, flag này, IC center này, nó sẽ JN này. Đó, justify and là qua bên trái rồi. Bây giờ mình sẽ cần một cái margin top lên 4 nữa cho nó cắt ra thôi. Rồi nó qua rồi, thì bây giờ mình sẽ xem là, tại vì nó không có qua, mình sẽ để thằng này là wishful nè. Rồi được rồi, rồi nó qua rồi nè. Nhưng mà qua theo kiểu là qua quá đáng ha. Thì bây giờ mình sẽ cho bọn này nó trong một cái thẻ, là cái thẻ này đúng không, flex flex column này. Thì để xem nào, tốt nhất là mình nên bê thằng này vô thành một cục, bê ba thằng này vô thành một cục, tức là cái nút này mình bê vô đây. Được rồi. Đó, rồi. Bỏ cái margin top đi. Mình đã có gap rồi. Được rồi. Rồi, ngon lành, được chưa? Khi mà submit thì nó gửi API, ngon lành. Tiếp theo là mình sẽ viết một cái hàm. Ví một cái hàm để mà forgot, để xem thử mình check API bên này, API của ông controller này. Trong cái hàm gọi là forgot ấy, thì đầu tiên mình sẽ check cái route này. Trong route này mình sẽ nhớ mình đã viết cái thằng forgot chứ là reset rồi. Đây forgot, đây forgot nằm đây, gửi lên mail này. Method get, sao là method get nhỉ, cũng được, get thì get thôi. Rồi chỗ này, chỗ này cũng gửi cái y chang. À rồi rồi, cái này là mình đã test rồi đúng không, thì bây giờ mình sẽ gửi thằng này, sau đó là qua thằng này. Ok, cái này lúc trước là mình đã test ngon lành rồi, test trên Postman ngon lành rồi, thì bây giờ mình chỉ cần viết thôi. Thì trong này nó có hai cái, một cái là get forgot password này, một cái là boost cái reset password.
hình như nó ngược ngược đúng không? Đây này, khi mà click vào mail á, khi mà click vào mail gì đây? Ồ, cái flow hôm bữa là cái gì nhỉ? Tại sao lại là boot thằng này? À, cái reset này là nó cho mình nhập password mới này. Ờ, cái hàm này viết kỳ vậy ta. Tức là mình sẽ get, thằng này lại get cái email, sau khi bấm cái mail là phải bấm vô cái link này, nó cho URL này, tức là nó gọi là API này. Thì khi mà gọi là API thì nó phải là method get chứ sao lại boost nhỉ, vô lý. Để xem lúc trước mình làm sao. Trong này mình get, xong mình reset rồi mình gửi cái gì đây? À, cái này bậy rồi nha anh em. Thì khi mà click vào cái link trong mail thì nó phải là method get rồi. Thì bữa nay mình đang boost là mình chỉnh theo postman là nó không đúng. Đây này, đúng như cái thằng đăng ký hồi nãy á, thì khi bấm vào thì nó sẽ gọi method get. Thì chỗ này này, thì khi gọi method get thì nó phải là get, thằng này phải là get này, và thằng này phải là boost này, phải là boss này. Đó, gửi lên thằng này get một cái, thì khi mà get thì mình sẽ không có password gì đâu. Còn không á thì chỗ này mình sẽ để URL của client, bấm qua, khi mà bấm vào cái thằng link này nó sẽ qua client, nó cho mình viết cái mật khẩu mới, nhưng mà nó vẫn chưa check cái token. Thì khi mà có mật khẩu mới á thì thằng này mình sẽ sửa lại URL của client này. Đây này, làm như này mới đúng ha. Nếu mà làm theo follow theo cách này thì mình sẽ làm theo kiểu này, tức là mình sẽ chạy tới client nha, và trong client đó mình sẽ định nghĩa một cái ông gọi là reset password. Mình sẽ định nghĩa một cái ông gọi là reset password, và có một cái param là cái token như thế này. Đấy, thì trong đó khi bấm cái nút submit thì mình sẽ gọi thằng này. Thì thằng này mình cũng không cần, mình sẽ để nó vào đi, không cần query đâu. Tại sao lúc đó mình sẽ để query nha. Ok. Còn một cái nữa là thằng này mình ràng buộc nữa. Thì qua bên này mình sẽ định viết một cái trang nữa, nó có tên là reset password.js. Rồi, nó sẽ là RAFE thằng này. Ok, tiếp theo là mình sẽ import nó vào trong cái file gọi là index của thằng thằng public này. Rồi, mình sẽ là reset password. Ok, lưu lại. Sau khi import vào rồi á, thì qua cái thằng file path này này, mình sẽ định nghĩa nó reset password, mình sẽ là gì, reset password đúng không, và thêm một cái nữa là token ở đây là cái param, nó phải phù hợp với lại cái ông đây này đó đúng không, phải đúng như thằng này, và thêm một cái param như thế này đó, mình định nghĩa y chang nó.
Rồi, lưu lại. Chạy vô thằng áp, import nó, reset password. Rồi, trong này mình sẽ là đây xem nào, trong cái thằng public đúng không, cho nó vô đây, reset password này, cái này là reset password này, rồi lưu lại. Rồi bây giờ mình sẽ test trong cái thằng API của thằng user, mình sẽ viết thêm một cái API, nó gọi là gì, API forgot password. Trong này mình sẽ có gọi là data đi, url forgot password, method là boss, chỗ này vẫn là data, lưu lại. Check cái route này lại tí thì cái thằng forgot này này mình sẽ để là method boss, cần trên C qua cái thằng lưu lại, qua cái thằng API này về lưu lại. Method boss, ok. Bây giờ mình sẽ thử gọi nó nha, trong thằng login này mình sẽ import vào API forgot password này. Rồi trong này giả sử như mình click vào thì nó handle forgot, thì chỗ này mình sẽ handle cái email, vì thì mình sẽ cần thêm một cái biến nữa là email nha. Ok, mình sẽ cần một cái use state nữa, gọi là email đi, mình sẽ để là mạng rộng, được chưa? Để mình xét cái thằng value cho cái thằng thằng này nè, nó phải có gọi là value là email và on chain là e này, set nè, set nè, value nè, set email thì phải e.target.value. Rồi sau khi ông này xong thì mình sẽ gọi API constr respond await API forgot password, mình sẽ gửi cái email vào. Anh em nhớ gửi bằng cái object nha, tại vì mình đang gửi theo kiểu data. Chỗ này là để async nha. Rồi, chỗ này mình sẽ là console.log response. Ok. Lưu lại. Khi mình bấm vào lúc này á thì đúng ra là nó sẽ gửi mail và mình sẽ check mail. Để xem nào. Xóa ông này đi. Rồi, qua đây mình sẽ gửi mail này, đúng rồi, cái mail này. Mình sẽ check thằng này, mình submit một cái, nó đang gửi mail này, thấy chưa? Forgot password này và mình sẽ chờ return này. Đây lúc này anh sẽ bấm qua console log thì nó sẽ log ra cho mình là gì? Đây. Đây, nó gửi ra này. Và nó gửi cái accept ra này. Có biết tên 12 này và trong này nó có mail này. Rồi. Đó, khi mình click vào đây thì nó sẽ ra cái trang localhost reset password này. Đó, anh em thấy không? Nó sẽ ra cái trang reset password này và với cái thằng token như thế này. Nhiệm vụ của mình là mình sẽ ở trang này, mình sẽ viết ra cho mình một cái input để nhập mật khẩu mới, cũng như là bấm một cái nút để mình send. Thì khi mình send thì mình sẽ lấy cái token trên bar RAM này này, cùng với lại cái thằng mật khẩu mới này, mình sẽ gọi tới cái API gọi là gì? Reset password này. Mình sẽ gọi tới cái API này và chạy vô cái hàm này á, thì nó sẽ check cái token này, nó sẽ check cái token, nếu mà check ok ngon lành thì và lúc này này để xem thử là trong cái thằng này nó đang có gì rồi.
Đây, mình đang có cái password này, token và gì? Password expire rồi. Đó. Thì nếu mà nó check cái password token này trùng nhau thì nó sẽ thay đổi mật khẩu, còn không thì nó sẽ trả về something went wrong. Đó. Đó là cái cơ chế một cái flow để mình làm cái quên mật khẩu nha. Thì cái này để video sau mình sẽ làm, cùng với đó là mình sẽ validate luôn. Cùng với đó là mình sẽ làm một cái validate luôn. Và còn ở cái trang này mình sẽ ràng buộc nó bằng cái biến key nữa. Nhiều thứ làm nha. Đó, anh em cứ làm đó, nó mình phải ràng buộc bằng cái biến này này, tức là mình phải có một cái nút để mà quay về. Rồi. Xong rồi, bây giờ mình sẽ off ở đây tại vì tới giờ mình bận rồi. Nha, cái flow thì anh em nếu mình đã nói rồi anh em cứ làm theo, không thì video sau mình sẽ làm. Đằng nào video sau mình sẽ làm ha.